Hello, xin chào tất cả anh em đến với Shop Vũ Tiến nhá. Hôm nay mình giới thiệu anh em cái mẫu sản phẩm là bẫy lò xo này. Bẫy lò xo này mình chuyên đánh heo lai này, con mến con đỏ ấy. Đấy, nói chung là tất cả các dòng thú lớn nhá. Đấy, cái này loại này là bên mình có hai loại luôn, một loại 4 tấc với một loại 5 tấc này, tùy anh em đặt. Đó. Thì bộ sản phẩm nó gồm một vỉ đạp này. Đó, một cái bẫy với cả một sợi cáp nhá. Đấy, cáp bên mình cuốn sẵn này. Về anh em cột lại cho mình. Còn cách đánh thì mình sẽ hướng dẫn anh em tập chơi cách sử dụng nhá. Đấy. Đây là cái bẫy lò xo này. Đây, của nó về là nó sẽ như này, anh em gỡ ra nó sẽ như này nhá. Anh em mới tập chơi thì kiếm cho mình sợi dây kẽm, cột chỗ này lại, cột trước đã, cột ngay chỗ này này. Đó, để khi mình tí nữa mình tháo cái lẫy này ra nhá, tháo cái lẫy này ra thì nó đỡ bị bật, không? Rồi xong anh em cài lại, xong anh em gỡ ra sau cũng được, để anh em chưa quen ấy, sợ nó bật đấy. Đó, anh em sẽ lòng như này cho mình. Đây là sợi dây cáp nhá. Một đầu thì bên mình đã cột thắt như này này. Đó. Xong bắt đầu anh em xỏ vào cho mình. Đây, anh em xỏ vô lại này, xỏ vô nhá. Đó, tạo giống như một cái thút ấy, cái dây thút. Đó, đây. Anh em thấy không? Đó, để khi bẫy nó bật lên thì nó sẽ rút như này lại này. Đó, thắt cái chân con heo lại nhá. Đó, thắt chặt lại. Đấy, đây. Rồi nhá, xong một đầu. Còn đầu kia anh em sẽ xỏ cho mình. Anh em xỏ vào đây. Xỏ vào cái lỗ này nhá. Cái này gọi là cái phần gọi là điểm giữ. Đấy. Nó thút nó sẽ giữ cái khúc này lại. Đây, anh em cứ tưởng tượng này. Đây, khi mình kéo này. Đó. Đây, nó sẽ rút như này này. Nó mắc lại. Đó, rút. Anh em thấy không? Đó, càng kéo nó càng rút lại này. Đó, mắc ở đây. Thấy chưa? Đó. Đây. Còn cái đầu này đúng không? Anh em tiếp tục cột vào đây cho mình. Cột vào đây. Cột vào cái cần này nhá anh em. Đây, anh em xỏ vào lỗ này. Cột lại cho mình. Đây, mình vừa quay mình vừa qua vừa làm cho anh em xem nhá. Đây, anh em cột vào đây này. Cột vào cái cần nhá. Đây, anh em cột lại này. Đó. Đó. Anh em cột chắc chỗ này lại nhá, cột chắc lại này. Còn cái đầu còn lại này. Đầu này nhá, anh em cột vô cây. Cây gỗ rừng ấy. Đó, cột để cho nó không tha cái bẫy đi được nhá. Đầu này cột. Còn cái đầu này mình cột thắt nút ở cái cần này rồi. Đó. Rồi khi anh em cài này, mình sẽ hướng dẫn anh em cài nhá. Đây, anh em đào cho mình một cái hố. Hố vừa bằng cái rộng hơn cái vỉ này một tí này. Rộng hơn một tẹo thôi. Rộng hơn một tẹo thôi, tại vì cái hai cái này là mình để trên mặt hố đây này, trên mặt hố này. Đấy, mình đào cái vỉ khi mình cài đúng không? Mình đào cái hố này, mình đặt cái vỉ này lên trên. Con heo hoặc con thú gì đi ngang qua nó sẽ đạp vô cái vỉ này, nó sẽ tụt như này này. Đó, anh em tưởng tượng ra được không? Đó, đạp nó tụt sẽ tụt như này. Đây, anh em sẽ đào hố như này. Đó, anh em đặt vỉ như này nhá. Anh em đây, anh em để dây này. Đây. Đó, như này cho mình. Đó. Đó. Anh em để ý cái vỉ này. Nó có một sợi dây nhá. Đó, anh em sẽ bỏ vào đây. Lòng vô cái khoen cài này này. Đó. Còn cái đầu khoen cài này nhá, anh em lại cài vô cái chốt này. Tại sao nãy mình bảo là anh em phải cột một sợi dây đây để cho anh em mới đánh ấy. Cột sợi dây đây, xong bắt đầu khi mình bắt đầu rời cái khóa này ra khỏi cái này gọi là lẫy an toàn nhé. Đó, anh em gỡ ra, anh em xỏ vào cái chốt lẫy này, lẫy đạp này, đây gọi là lẫy đạp này. Anh em cài vào đây. Tại sao? Tại vì khi con heo á nó đạp đúng không, nó đạp cái vỉ này thì nó sẽ bung cái chốt này ra, bung chốt này ra thì cái cần này bắt đầu nó sẽ bật như này, nó sẽ rút dây này.
Đấy, cái cần này nó bật lên nhé, bật lên như này, anh em tưởng tượng này, bật lên như này, nó sẽ rút sợi dây này, đó, rút, rút vào thì tất nhiên là cái dây này nó buộc phải rút, anh em thấy không? Đấy, nó sẽ rút, rút thắt như này nè. Đấy, rất là đơn giản, dễ hiểu. Đó. Đấy. À, giống như ở trên clip mình có trích một đoạn của anh em đi đánh rừng ấy. Đấy, anh em xem và tham khảo nhé. Ở trên góc video đấy. Đó là anh em xem và tham khảo. Đấy, một kiểu như này. Rồi ngoài ra bên mình cung cấp tất cả các sản phẩm khác như là thòng, rồi âm thanh loa, cung, rồi lưới tàng hình. Anh em cần mặt hàng gì thì cứ liên hệ số điện thoại mình để trên video clip nhé. Đó. Rồi chúc anh em sức khỏe nhé. Xin chào tất cả anh em.